Nga bắt đầu sử dụng siêu bom FAB-3000 M54 trong chiến đấu từ tháng 6 năm 2024. FAB-3000 M54 là bom thông thường hay còn gọi là bom cầm, có thể được chuyển đổi thành bom lượn khi được tích hợp bộ kit UMPC, có hệ thống điều khiển tự động tìm kiếm mục tiêu, cánh gấp và bánh lái khi sử dụng bom lượn, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga có thể thả chúng từ khoảng cách an toàn bay ngoài tầm với của các hệ thống phòng không hiện đại trên mặt đất tại Ukraine. Các chuyên gia về xung đột cho biết, Ukraine có rất ít phương tiện để đánh bại mối đe dọa này. Kiev có thể di chuyển các hệ thống phòng không tốt nhất của họ đến gần tiền tuyến, nhưng điều đó sẽ khiến chúng dễ bị tấn công. Ngoài ra, Ukraine cũng không thể sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các căn cứ của Nga nơi bom lượn được sử dụng. Bom luận của Nga đã gây ra nhiều vấn đề cho Ukraine trong suốt cuộc chiến, đặc biệt trong thời gian gần đây, tốc độ tấn công đã tăng lên đáng kể, chủ yếu là xung quanh khu vực Đông Bắc Kharkov vốn đang bị Nga bao vây. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ gia tăng việc sản xuất bom lượn FAB 3000, loại bom lượn FAB 3000 mới lần đầu tiên được sử dụng trong tháng 6 và kể từ đó đã được sử dụng nhiều hơn trên chiến trường. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quả bom có sức công phá khủng khiếp, có thể xóa sổ mọi thứ trong bán kính hoạt động của nó. Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh hồi tháng 6 vừa qua cảnh báo, việc Nga sử dụng bom lượt FAB-3000 mới là một bước phát triển đáng kể, sẽ gây ra sự tàn phá nghiêm trọng đối với các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bên cạnh đó, việc đánh chặn loại bom này không phải nhiệm vụ dễ dàng. Phát biểu với Business Insider, ông Rutin Bron, một chuyên gia về Nga về chiến tranh trên không tại viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh cho rằng Nga đã cải tiến bộ kit của bom lượn để nó có khả năng chống gây nhiễu GPS cao, khiến Ukraina gặp nhiều khó khăn khi muốn can thiệp vũ khí này. Sau khi được thả từ máy bay, bom lượn có thời gian bay ngắn, tạo ra các tín hiệu radar nhỏ và không di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo. Những đặc điểm này khiến chúng rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Chưa kể Ukraine không có nhiều tên lửa phòng không để bắn hạ loại bom này giữa không trung. Vì thế, lựa chọn duy nhất của Kiev là phải phát hiện máy bay đối phương trước vụ phóng. Họ phải tìm cách bắn hạ những chiếc Su-34 trên mặt đất hoặc trên không trước khi chúng thả bom. Để đánh chặn máy bay trên không, Ukraine sẽ phải đưa các hệ thống tiên tiến nhất của nước này đến gần tiền tuyến. Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất được cho là hệ thống phù hợp nhất cho nhiệm vụ này. Nhưng Ukraine chỉ có một vài hệ thống, trong khi nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn đang khan hiếm. Patriot là tài sản có giá trị và không dễ thay thế, vì thế việc đưa hệ thống này đến gần tiền tuyến hơn trong phạm vi khoản lực của Nga là một canh bạc lớn. Chuyên gia Roger Barros thuộc viện nghiên cứu chiến tranh ISVK nhận định Ukraine phải có khả năng phá hủy các loại pháo binh của Nga để bảo vệ tên lửa Patriot và triển khai hệ thống này trên tiền tuyến. Ông Roger Barros nhấn mạnh việc triển khai vũ khí tiên tiến như vậy đến gần tuyến đầu là công việc rất rủi ro. Để làm gián đoạn các phi đội ném bom của đối phương, Ukraine cần cố gắng tấn công những căn cứ không quân nằm bên trong lãnh thổ Nga, nơi máy bay ném bom chiến đấu Su-34 mang bom FAB-3000 chuẩn bị cất cánh. Ukraine đã thực hiện công việc này ở một mức độ nhất định bằng cách sử dụng máy bay không người lái tầm xa tự chế. Tuy nhiên, Kiev đang gặp phải rào cản lớn do những hạn chế về việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công các vị trí nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các chuyên gia cho biết, Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa đạn đạo Atacms MS phóng từ pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS tấn công các căn cứ không quân Nga. Nếu được phép dùng Atacms MS tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine có thể mở rộng phạm vi đòn đánh và nhắm vào căn cứ không quân của đối phương nằm ngoài tầm với của rocket thông thường phóng từ pháo HIMARS. Ông Brand lưu ý việc tấn công căn cứ không quân nga không thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ bom FAB 3000 nhưng có thể buộc Moscow phải thực hiện các phi vụ ném bom từ những nơi xa hơn. Điều này sẽ làm giảm tỷ lệ tấn công hiệu quả của họ. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Biden dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa như ATACMS với lý do đây là điều cần thiết để giảm thiểu mối đe dọa từ bom lượn khi bom FAB-3000 trở nên phổ biến trên chiến trường, lời kêu gọi của ông Zelensky có thể trở nên khẩn thiết hơn. Ông Zelensky nói, khi không quân Nga phóng hơn 100 quả bom dẫn đường vào các thành phố, làng mạc và các vị trí tiền tuyến của chúng ta mỗi ngày, chúng ta cần có sự bảo vệ tin cậy chống lại chúng. Ông Zelensky lưu ý, Ukraine cần có khả năng phá hủy các phương tiện mang những quả bom này, đặc biệt là máy bay quân sự Nga, dù cho chúng ở đâu cựu phó chỉ huy tiểu đoàn Azov Igor Mosiychuk cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Politeka rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã rơi vào vòng vây chiến thuật theo tiến trình của DPR và toàn bộ chỉ huy đại đội đã thiệt mạng. Ông tuyên bố, ở khu vực Progress, quân đội của chúng tôi thực sự thấy mình đang ở trong một môi trường chiến thuật, nơi có thể phát triển rất nhanh thành môi trường vật chất và gần như toàn bộ chỉ huy của các đại đội đã chết. Theo Mưu Sĩ Trúc, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục từ bỏ các vùng lãnh thổ vì Bộ Chỉ huy quân sự không muốn giải quyết các vấn đề mới nổi. Mưu Sĩ Trúc nói, các chiến binh quay sang các tiểu đoàn trưởng, họ nghe thấy họ, nhưng các thiếu tướng không muốn nghe. Họ nói rằng bạn phải chiến đấu đến chết, không phải cho cái chết của kẻ thù, mà là cho chính bạn. Trước đó, nhà báo chuyên mục quân sự của Forbes David Ace cho biết, lữ đoàn cơ giới số 31 của lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu thất bại toàn diện gần khu vực Progress. Theo ông, nguyên nhân là do bộ chỉ huy Ukraine có vấn đề. Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng báo cáo rằng các binh sĩ Nga thuộc nhóm quân trung tâm đã đánh bại đội hình của bốn lữ đoàn Ukraine ở các khu vực Progress, Novoselovka, Pervaya, Deruba và Atemovo. Theo Pravda, trong bài phát biểu video tối ngày 26 tháng 7, Tổng thống Ukraine nói, Cụ thể là, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự, chúng tôi đã phân tích cẩn thận tình hình ở những khu vực gặp khó khăn, chủ yếu là ở hướng Pokrov ở tỉnh Donetsk. Đây là hướng đã và vẫn đang là trọng tâm chính của các cuộc tấn công từ phía Nga. Hôm nay, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Zelensky đã gửi hai báo cáo, mọi việc phải được thực hiện và sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí cũng như khả năng của Ukraine trong việc gây ra tổn thất hữu hình cho quân Nga. Tổng thống Zelensky còn khen ngợi các binh sĩ Ukraine đã tấn công các vị trí và cơ sở khẩu cần của Nga ở những vùng đang chịu sự kiểm soát của quân Nga. Cũng liên quan tới tình hình chiến sự, phát ngôn viên của nhóm tác chiến Tapria là Dmitry Likovy cho hay, các vị trí của lực lượng Ukraine tại làng Kariki đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc tấn công và không kích dữ dội, kéo dài của các lực lượng Nga. Bản thân ngôi làng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông Dmitry Likovy, do không có khả năng phòng thủ khai bám vào bất kỳ công sự nào, nên lực lượng phòng thủ Ukraine đang ở các vị trí được chỉ định khác, cũng như ở tảng ngạn sông Dnipro. Hãng tin TASS dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự do Nga bổ nhiệm vùng khá kíp Vitaly Ganchev nói hôm 26 tháng 7 như sau. Nhìn chung, tôi có thể nói rằng quân đội Nga đang di chuyển khá chậm nhưng điều đạn về hướng Kupian và kiểm soát con đường nối Kupian với Svatovo. Quân Nga đã kiểm soát một số cộng đồng dọc theo con đường đó. Theo ông Vitaly Ganchev, các nhân viên chính quyền đã cố gắng tới thăm các cộng đồng trên càng sớm càng tốt để hỗ trợ cho người dân địa phương. Quan chức trên cho biết thêm, nhiều lính đánh thuê người Pháp gần đây đã đến khu vực Kharkiv để chiến đấu cho Ukraine. Ngoài ra, các nhóm lính đánh thuê từ Anh, Ba Lan và Mỹ cũng đang tới. Tôi không biết tổng số lính đánh thuê hiện đang chiến đấu ở Ukraine, nhưng có thể nói rằng có nhiều người thuộc các nước khác nhau ở đó. Theo thông tin chúng tôi nhận được gần đây, một số lượng lớn lính đánh thuê đến từ Pháp, bên cạnh các nhóm tới từ Ba Lan, Anh và Mỹ. Theo kênh Telegram theo dõi chiến sự Ukraine Ria quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novoselovka-Pervaya, Việc giành được vị trí chiến thuật này mở đường cho các mũi xung kích Nga đến khu định cư Zelonoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, phía AFU chưa có nhiều động thái khi hoàn toàn có thể phá hủy các cây cầu bắc qua sông Volchia để ngăn đà tiến của quân đội Nga. Cùng với đó, các mũi tấn công tiền phương của Nga cũng tiến từ thị trấn Progress hướng tới Volchia và Evgenovka. Được biết, quân đồn trú Volchia của Ukraine đã chọn cách rút lui để tránh kịch bản bị bao vây cô lập, tương tự như các tiểu đoàn Ukraine gần FDFK. Về phần mình, quân đội Nga đang tiếp tục phát triển theo hướng Timofefka và Ivanovka để tạo thế gọng kìm vây hãm Zelandoye khi có cơ hội. Cùng với đó, các đơn vị Nga cũng tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ AFU ra vùng ngoại ô và siết chặt các đơn vị phòng thủ trong nội đô. Nếu không có động thái rút quân kịp thời, AFU có thể bị bao vây, khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tấn công của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài tại khu công nghiệp Kharkov đã được xác nhận bằng hình ảnh tại hiện trường. Theo đó, các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài ẩn náu ở trong tài nhà của công ty xây dựng Scorpion. Vụ tấn công bất ngờ đã khiến 100 tay súng nước ngoài thiệt mạng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tấn công của Iskander M vào sở chỉ huy của một lưỡng đoàn Ukraine ở Krasny Liman. Bên cạnh sở chỉ huy có một điểm triển khai dành cho máy bay không người lái tự sát của đơn vị này. Liên quan tới vụ tấn công, các nguồn tin tại Donetsk cho biết, vụ tấn công tên lửa Iskander M nhằm vào khu vực Degachi, vùng Kharkov, đã khiến 50 khối luyện viên nước ngoài thiệt mạng. Chuyên gia quân sự vùng lugang Andrei Maroko cho biết, Hậu quả của một cuộc tấn công có chủ đích vào vị trí của đối phương ở Kharkov khiến hàng chục binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Họ có thể là những sĩ quan công binh nước ngoài đang tham chiến trong khu vực. Trước đó, ông Marocco cho biết, AFU đang chuyển lực lượng dự bị dành cho trường hợp khẩn cấp đến các khu vực Kondrasoka, Petropavloka và Sinkoka theo hướng Kubian. Động thái này cho thấy AFU đang gặp khó ở mặt trận này và phải tăng quân để ngăn chặn mặt trận sụp đổ. Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupian, quân đội Nga được cho là đã phát triển thêm 600-1.000m về phía tây Novoselivsky dọc theo các cánh đồng. Ngoài ra, sư đoàn xe tăng số 4 đã xông vào Sten Makipka và chiếm được nhiều vị trí hơn trong làng. Tại Torres, lực lượng Moscow đã chiếm được phần lớn làng Saline, được xác định bởi cảnh quay bằng máy bay không người lái FPV của Ukraine, và trục binh lính Ukraine có thể vẫn cố thủ tại trung tâm và đang bị bao vây. Ở New York, quân đội Nga đang phát triển đều về phía tây nam, dọc theo các cánh đồng, áp sát hơn các làng Oleksandropin và Pantalei Monipka. Theo hướng Abdiivka, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển và đánh sập những công sự cuối cùng trước tuyến phòng thủ Pokrov. Mũi xung kích của họ đã tiến về đến ngoại vi các làng Vesele và Ivanipka một khi những cứ điểm cuối cùng này tan vỡ, đường lên bốc rốt của quân đội Nga sẽ rộng mở. Theo báo cáo của truyền thông phương Tây, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về nhân sự và trang thiết bị lực lượng Kiev đã tấn công bằng HIMARS, phá hủy được hệ thống tên lửa phòng không Buk của đối phương. Cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS MS khác nhắm vào sân bay trên bán đảo Crimea được cho là gây ra hỏa hoạn. Đổi lại, Moscow tấn công kho dầu và kho chứa thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk bằng UAV. Theo kênh Riadoka, lực lượng Moscow đã kiểm soát làng Volchye. các chiến binh Ukraine cuối cùng đã rơi vào cái vạc tại phía Bắc Progress trên mặt trận Adyka. Cụ thể, quân đội Nga phát huy đã thắng lợi để đạt được những thành công mới và kiểm soát hoàn toàn làng Volchye. Ở phía Bắc của những khu định cư này, lực lượng Moscow đã bao vây tiểu đoàn lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine. Hai đại đội của đơn vị này đã rơi vào nồi khẩm và hầu hết binh sĩ của họ đều không thể thoát ra. Từ Progress, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo đường sắt về phía Zelani và đến Vesioli, nhưng khó có khả năng họ sẽ tạo ra bước đột phá mới nếu không tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn, kiểm soát Ivanovka và Vesioli. Các trung tâm chỉ huy và trung tâm liên lạc của lực lượng Kiev có lẽ đã rút chạy khỏi Zelani và do đó không cần phải vội vàng. Kênh RIPA cho biết, lực lượng Moscow đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác và các mục tiêu tại vùng Kharkov, cũng như vào kho đạn dược tại nhà máy SKMZ Kramatorsk thuộc vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát. Trên trục Kubyansk và sau các cuộc giao tranh, các đội xung kích của Nga đã tiến vào Stenmakivka và Ipka, nhưng họ đã rút lui một chút tại làng Artemivka, Miazo, Zarovka. Theo hướng Bakhmut, Atomov, các đơn vị Moskova di chuyển về phía bắc Chasovya và băng qua kênh đảo Siversky Donetsk Donbass trên vài khu vực. Trên trục Alexandro Kalinove, các trận chiến đô thị vẫn tiếp diễn, trong đó Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi một số vị trí thuộc Atemovo và vùng lân cận Nokorovsky. Tại Pokrov Adivka, giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực Luzuvatka, trong khi các đơn vị tiên phong của Nga đang di chuyển về phía tây sông Vontia. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 107 cuộc đụng độ đã diễn ra, trong đó nóng nhất là hướng Pokrov với 30 cuộc tấn công của Nga. Báo cáo có đoạn, Kể từ đầu ngày đã xảy ra 107 cuộc giao tranh, đối phương đã tiến hành 46 cuộc không kích, ném 65 quả bom KAB và 466 cuộc tấn công bằng UAV, thực hiện 3.163 cuộc tấn công bằng pháo binh và các loại vũ khí khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ để đuổi khẩu hết các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Liman, Sovot, Kramatorsk, Torres, Kurakovsky, Vremovsky và Orekhov địa phương đang tấn công dữ dội nhất theo hướng Pokrov Adivka. Họ đã thực hiện 30 cuộc tấn công, gần một nửa trong số đó đang tiếp tục gần các khu định cư Novo Aleksandrovka, Vovizenka, Novoselovka Pervaya và Yasnobrodovka, báo cáo cho hay. Moscow đang phải trả giá đắt cho những nỗ lực tiến quân theo hướng Pokrov. Tổn thất của đối phương đến nay là 187 người chết và bị thương, 3 xe tăng, 1 khẩu pháo, 2 xe bọc thép, 14 xe cơ giới và 2 xe máy đã bị phá hủy. Trong số các thiết bị khư hại của đối phương có một khẩu pháo tự hành 2S1, 2 xe chiến đấu bọc thép và 8 xe ô tô. Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố thống kê. Bộ Quốc phòng Nga và Thống đốc khu vực Priyan của Liên bang Nga Alexander Bokomat, đã báo cáo về một cuộc tấn công lớn được cho là của UAV Ukraine. Theo ông Bokomat, một số quận của thành phố Priyan đã phải hứng chịu cuộc tấn công lớn. Trong vòng một giờ, các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga đã phá hủy thêm 12 UAV. Trước đó, ông Bokomat đã thông báo về hai UAV đã bị bắn hạ trên khu vực Priyan. Cùng lúc đó, thống đốc Nga tuyên bố rằng không rõ thương vong hoặc thiệt hại nào xảy ra sau cuộc tấn công, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan ứng phó khẩn cấp và tác chiến đang hoạt động trên mặt đất. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về cuộc tấn công của 21 UAV được cho là của Ukraine vào khu vực Vriyan. Ukrainska Pravda đưa tin không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa từ UAV của đối phương đối với một số khu vực ở nước này. Vào lúc 00h06 ngày 27 tháng 7, báo cáo cho biết UAV Nga đang di chuyển từ phía đông bắc của khu vực Nikolaev về phía Kirovograd. Sau đó, hướng di chuyển của UAV được cập nhật liên tục tại các vùng Panlograd, Dnieper, Kharkov, Donetsk. Lúc 2 giờ 04, không quân Ukraine thông báo UAV xuất hiện trên phía đông khu vực Kirovograd, hướng đi liên tục thay đổi. Kết quả và hậu quả của đợt tấn công đang được làm rõ. Các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU đã cập nhật bản đồ, lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm được Volchie thuộc khu vực Donetsk. Báo cáo của Deep State có đoạn, đối phương đã chiếm được Volchie và tiến vào Jasnoprodokha, Krasnogorivka, Diprova và Zelanoje. WIN dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8 lần đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng nổ. Chuyến thăm Ukraine của ông Modi nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Một số nguồn tin trong giới ngoại giao Delhi đã xác nhận điều này. Đầu năm nay, Tổng thống Vladimir Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ và mời ông đến thăm Ukraine. Thủ tướng Modi cũng nói chuyện cùng ông Zelensky vào tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về tình hình Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ lưu ý đến đối thoại và ngoại giao. Trước đó, đầu tháng 7 và ngày Nga bị cáo buộc là tấn công bệnh viện Ốc Madrid ở Kiev, ông Modi đã đến thăm Nga. Trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine và nói rằng không thể tìm thấy giải pháp trên chiến trường. Tổng thống Zelensky chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là đòn giáng tàn khốc vào nỗ lực hòa bình, đáp lại Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraina để phản đối về những phát biểu của tổng thống Ukraina eropin prada đưa tin trong chuyến thăm đến vùng buceu đông nam rumani bình luận về mảnh vỡ uav của nga rơi xuống lãnh thổ nước này thủ tướng rumani maxen giải thích rằng đất nước ông không có khả năng bắn hạ những uav trên lãnh thổ ukraina khi được yêu cầu bình luận về tình hình uav của nga các mảnh vỡ của chúng đã được tìm thấy trên lãnh thổ rumani trong những đêm gần đây thủ tướng rumani nói để bắn hạ uav chúng tôi sẽ phải nổ súng trên lãnh thổ ukraina và tôi tin rằng điều này vẫn chưa được phép tôi chưa nghe nói đến bất kỳ quyết định nào về vấn đề này thủ tướng siolaku cho biết theo dữ liệu trinh sát trên không uav của nga gần biên giới với rumani tại khu vực sông danube thường bị phía ukraina bắn hạ người đứng đầu chính phủ Rumani tự tin vẫn chưa có nguy hiểm nào cho người Rumani trong khu vực này, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp an ninh và tăng cường tuần tra không phận đã được thực hiện sau các sự cố đã từng xảy ra. Rumani đã điều động máy bay chiến đấu F-16 khi Nga tấn công miền nam Ukraine bằng UAV. Bộ Quốc phòng Rumani sau đó đã xác nhận rằng các mảnh vỡ được xác định là các bộ phận của UAV Geran một hoặc hai có nguồn gốc từ Nga, được tìm thấy tại một trong ba địa điểm được xác định là nơi nó có thể bị rời. Nó có thể... Theo Pravda, trong bài phát biểu video tối ngày 26 tháng 7, Tổng thống Ukraine nói, Cụ thể là, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự, chúng tôi đã phân tích cẩn thận tình hình ở những khu vực gặp khó khăn, chủ yếu là ở hướng Pokrov ở tỉnh Donetsk. Đây là hướng đã và vẫn đang là trọng tâm chính của các cuộc tấn công từ phía Nga. Hôm nay, Tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang Zelensky đã gửi hai báo cáo, mọi việc phải được thực hiện và sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí cũng như khả năng của Ukraine trong việc gây ra tổn thất hữu hình cho quân Nga. Tổng thống Zelensky còn khen ngợi các binh sĩ Ukraine đã tấn công các vị trí và cơ sở khẩu cần của Nga ở những vùng đang chịu sự kiểm soát của quân Nga. Cũng liên quan tới tình hình chiến sự, phát ngôn viên của nhóm tác chiến Tapria là Dmitry Likovi cho hay, các vị trí của lực lượng Ukraine tại làng Karinki đã bị phá hủy hoàn toàn do các cuộc tấn công và không kích dữ dội, kéo dài của các lực lượng Nga. Bản thân ngôi làng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông Dmitry Likovi, do không có khả năng phòng thủ khai bám vào bất kỳ công sự nào, nên lực lượng phòng thủ Ukraine đang ở các vị trí được chỉ định khác, cũng như ở tảng ngạn sông Dnipro. Hãng tin TASS dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự do Nga bổ nhiệm vùng khá kíp Vitaly Ganchev nói hôm 26 tháng 7 như sau. Nhìn chung, tôi có thể nói rằng quân đội Nga đang di chuyển khá chậm nhưng đều đạn về hướng Kupian và kiểm soát con đường nối Kupian với Svatovo. Quân Nga đã kiểm soát một số cộng đồng dọc theo con đường đó. Theo ông Vitaly Ganchev, các nhân viên chính quyền đã cố gắng tới thăm các cộng đồng trên càng sớm càng tốt để hỗ trợ cho người dân địa phương. Quan chức trên cho biết thêm, nhiều lính đánh thuê người Pháp gần đây đã đến khu vực Kharkiv để chiến đấu cho Ukraine. Ngoài ra, các nhóm lính đánh thuê từ Anh, Ba Lan và Mỹ cũng đang tới. Tôi không biết tổng số lính đánh thuê hiện đang chiến đấu ở Ukraine, nhưng có thể nói rằng có nhiều người thuộc các nước khác nhau ở đó. Theo thông tin chúng tôi nhận được gần đây, một số lượng lớn lính đánh thuê đến từ Pháp, bên cạnh các nhóm tới từ Ba Lan, Anh và Mỹ. Theo Axios và Fox News, trong một tuyên bố đưa ra chiều ngày 26 tháng 7, FBI cho biết thứ bắn vào tay cựu tổng thống Donald Trump là một viên đạn, dù nguyên vẹn hay vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, được bắn ra từ khẩu súng trường của tay súng 20 tuổi Thomas Matthew group Tranh cãi bắt đầu nổ ra vào 24 tháng 7 khi Giám đốc FBI Christopher Wray phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng có một số câu hỏi về việc liệu có phải một viên đạn hay mảnh đạn đã bắn trúng tại ông trump hay không vì vậy có thể hiểu được khi tôi ngồi đây ngay lúc này tôi không biết liệu viên đạn đó ngoài việc gây ra vết sượt còn có thể rơi xuống một nơi nào khác hay không fbi cho biết đã tìm thấy nhiều mảnh kim loại gần sân khấu và sử dụng những mảnh kim loại đó để xác định xem đó có phải là một viên đạn hay mảnh vỡ đã bắn trúng ông trump hay không ngay sau khi tuyên bố của FBI được hãng tin Fox đăng tải, ông Trump đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Just của mình như sau. Tôi cho rằng đó là lời xin lỗi tốt nhất mà chúng tôi sẽ nhận được từ giám đốc Ray. Tôi chấp nhận, cựu tổng thống đã đăng kèm ảnh tuyên bố. Một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc vận động tranh cử của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tại Pennsylvania ngày 13 tháng 7, làm ông và hai người khác bị thương, một người thiệt mạng. Thomas Matthew Crook, 20 tuổi, kẻ nổ súng đã bị bắn chết và cơ quan điều tra vẫn đang nỗ lực xác định động cơ của tên này. Vụ nổ súng xảy ra chưa đầy 4 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Theo lời các nhân chứng, ông Trump mới bắt đầu bài phát biểu của mình thì tiếng súng vang lên. Các nhân viên mật vụ ngay lập tức lao tới bảo vệ ông. và khoảng một phút sau, nhà cựu lãnh đạo này được đưa khỏi bục phát biểu với vết máu trên mặt. Việc Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử và ủng hộ bà Harris thay thế là bước ngoặt giúp cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên sôi động và khó lường hơn nhiều. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ, mới nhất là cựu Tổng thống Barack Obama, tuyên bố ủng hộ bà Harris, trong khi tài khoản gây quỹ của bà nổ liên tục với 126 triệu đô la Mỹ chỉ trong hai ngày bàn khởi động mạnh mẽ và đầy năng lượng của bà harris đang trao cho đảng dân chủ niềm hy vọng mới về việc ngăn chặn nhiệm kỳ thứ hai của ông trump theo cnn trong những ngày gần đây, bà Harris đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm củng cố sự ủng hộ của cử tri, bao gồm một buổi diện thuyết quan trọng tại Đại hội Liên đoàn Giáo viên Mỹ ở thành phố Houston hôm 25 tháng 7. Tại đây, bà đã nhấn mạnh các vấn đề chính như chính sách kinh tế, quyền lợi của người lao động, chăm sóc sức khỏe phù hợp túi tiền và chăm sóc trẻ em, đồng thời chỉ trích quan điểm cực đoan của ông Trump và các chính trị gia Đảng Cộng Hòa vì đã cản trở các quy định hạn chế súng đạn sau các vụ sản súng tại trường học. Bà Harris phát biểu, chúng ta đang chiến đấu vì tương lai, vì những sự tự do nền tảng nhất. Sự nổi lên nhanh chóng của Phó tổng thống Harris trong vị trí đề cử của Đảng Dân chủ đã thu hút sự quan tâm lớn từ cử tri. Theo các cuộc thăm dò gần đây, bà Harris đang thu hẹp khoảng cách so với ông Trump, ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri đã đăng ký trên bình diện cả nước của tờ New York Times, Đại học Siena được công bố ngày 25 tháng 7 cho thấy bà Harris đã thu hẹp khoảng cách với ông Trump xuống còn 2 điểm phần trăm, 46 trăm, 48 so với cách biệt đến 8 điểm phần trăm mà ông Trump tạo ra trước ông Biden hồi đầu tháng 7, 49 trăm, 41 phần trăm The Hill, Đại học Emerson cũng vừa công bố kết quả một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang dần thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở bốn bang chiến trường quan trọng gồm Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, trong khi hai người khỏa tại bang Wisconsin. Bên cạnh đó, bà Harris, 60 tuổi, cũng đang tận dụng lợi thế về mặt tuổi tác so với ông Trump, 78 tuổi, và nhanh chóng tiếp cận cử tri trẻ tuổi bằng việc mở tài khoản trên TikTok, thu hút hơn 500.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ. Để củng cố thêm sự ủng hộ, bà đã phát động video quảng cáo đầu tiên của chiến dịch, trong đó nhấn mạnh cuộc chiến bảo vệ các quyền tự do cá nhân của người dân Mỹ với một ca khúc của ca sĩ Beyoncé việc baharis tham gia cuộc đua đã làm giảm sự chú ý đối với ông trump người gần đây bị thương ở tai trong một vụ án sát rúng động ông trump đang duy trì một vị trí lợi thế nhưng không còn vững chắc như trước dù có sự hỗ trợ từ các cuộc thăm dò trước đó tỷ lệ ủng hộ dành cho vị cựu tổng thống đã không gia tăng đáng kể từ sau đại hội đảng cộng hòa Trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên từ khi baharis gia nhập đường đua ông trump chỉ trích những chính sách của bà về quyền phá thai nhập cư chăm sóc sức khỏe và gọi bà là một chính trị gia cực tả trong khi đó, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện thông qua một nghị quyết lên án bà Harris vì thất bại trong việc giải quyết tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới phía Nam. Sự tham gia của bà Harris cũng khiến ông Trump thận trọng hơn khi rút lại cam kết trước đó về việc sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận thứ hai, vốn đã được lên lịch vào ngày 10 tháng 9. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Harris chế giễu ông Trump vì việc quay xe trong khi chiến dịch của ứng cử viên Cộng hòa nhấn mạnh chỉ tranh luận nếu bà Harris chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử. Theo CPS News, Đảng Dân Chủ đã thông qua quy định mới, theo đó ứng viên Tổng thống có thể được đề cử sớm nhất vào ngày 1 tháng 8 và dự kiến đến ngày 7 tháng 8 sẽ có ứng viên Phó Tổng thống. Tờ The Hill ngày 27 tháng 7 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gai gắt các đối thủ chính trị thuộc Đảng Dân Chủ, đồng thời cảnh báo về khẩu quả thảm khốc cho Trung Đông nếu ông không được tái đắc cử. Những phát biểu mới nhất được đưa ra khi ông tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Ma'alago. Những phát biểu mới nhất được đưa ra khi ông tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Maalago ở Bampic, Florida, hôm 26 tháng 7 giờ địa phương. Ông Trump nói với các phóng viên khi bắt đầu cuộc gặp, nếu chúng tôi thắng, mọi chuyện sẽ rất đơn giản, mọi chuyện sẽ ổn thỏa và rất nhanh chóng. Ông phát biểu, đồng thời chỉ trích chính phủ đương nhiệm tại Mỹ nếu không các bạn sẽ gặp những cuộc chiến tranh lớn ở trung đông và có thể là thế chiến ba các bạn đang ở gần một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba ngay bây giờ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ thế chiến hai ngoài ra ông trump còn đưa ra những dự đoán đáng sợ về những gì có thể xảy ra nếu ông không trở lại nhà trắng trong đó có cảnh báo thị trường chứng khoán sụp đổ Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Israel đã gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, bà Harris nói với các phóng viên rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng bà quan ngại nghiêm trọng về tình cảnh thống khổ của người Palestine tại giải Gaza. Tại Florida, ông Trump tìm cách nhấn mạnh sự ủng hộ của ông dành cho Israel khi nhắc lại việc ông cho rời đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran để cấm vận nước này ông trump nói chúng ta đã có một mối quan hệ tốt tôi đã rất tốt với israel tốt hơn bất kỳ tổng thống nào từng làm chính quyền của tổng thống biden đã bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận ngừng bắn và việc thả các con tin đang bị hamas giam giữ đang trong tầm tay trong khi đó ông trump cho rằng đây không phải là tình huống có thể chấp nhận được và quan tâm đến về tình trạng của những con tin đang bị giam giữ ông nói họ phải được trao trả ngay lập tức vì không thể nào họ ở trong tình trạng tốt được sau cuộc gặp, ông Netanyahu đăng ảnh ông đứng cạnh ông Trump và cầm chiếc mũ có dòng chữ Total Victory, thắng lợi hoàn toàn, điều mà ông cam kết đạt được khi đối phó lực lượng Hamas ở Gaza. Tại Florida, ông Netanyahu cho biết mình hy vọng chuyến công du Mỹ sẽ dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin nhanh hơn tại Gaza. Ông nói với các phóng viên, tôi hy vọng vậy nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ trả lời. Ông cho biết mình đã có động thái trong nỗ lực vì lệnh ngừng bắn nhờ áp lực quân sự của Israel và sẽ cử một nhóm đến đàm phán tại Rome, Ý. Theo kênh Telegram theo dõi chiến sự Ukraine Ryadovka, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novoselovka Pervaya. Việc giành được vị trí chiến thuật này mở đường cho các mũi xung kích Nga đến khu định cư Zelonoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine AFU ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, phía AFU chưa có nhiều động thái khi hoàn toàn có thể phá hủy các cây cầu bắc qua sông Volchia để ngăn đà tiến của quân đội Nga. Cùng với đó, các mũi tấn công tiền phương của Nga cũng tiến từ thị trấn Progress hướng tới Volchia và Evgenovka. Được biết, quân đồn trú Volchia của Ukraine đã chọn cách rút lui để tránh kịch bản bị bao vây cô lập, tương tự như các tiểu đoàn Ukraine gần FDFK. Về phần mình, quân đội Nga đang tiếp tục phát triển theo hướng Timo FK và Ivanovka để tạo thế gọng kìm vai khám Zelenoye khi có cơ hội. Cùng với đó, các đơn vị Nga cũng tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ AFU ra vùng ngoại ô và siết chặt các đơn vị phòng thủ trong nội đô. Nếu không có động thái rút quân kịp thời, AFU có thể bị bao vây, khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tấn công của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M nhằm vào lính đánh thuê nước ngoài tại khu công nghiệp Kharkov đã được xác nhận bằng hình ảnh tại hiện trường. Theo đó, các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài ẩn náu ở trong tài nhà của công ty xây dựng Scorpion. Vụ tấn công bất ngờ đã khiến 100 tay súng nước ngoài thiệt mạng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tấn công của Iskander-M vào sở chỉ huy của một lữ đoàn Ukraine ở Krasny-Liman. Bên cạnh sở chỉ huy có một điểm triển khai dành cho máy bay không người lái tự sát của đơn vị này. Liên quan tới vụ tấn công, các nguồn tin tại Donetsk cho biết, vụ tấn công tên lửa Iskander M nhằm vào khu vực Degachi, vùng Kharkov, đã khiến 50 huấn luyện viên nước ngoài thiệt mạng. Chuyên gia quân sự vùng Lugang Andrei Maroko cho biết, hậu quả của một cuộc tấn công có chủ đích vào vị trí của đối phương ở Kharkov khiến hàng chục binh sĩ nước ngoài thiệt mạng. Họ có thể là những sĩ quan công binh nước ngoài đang tham chiến trong khu vực. Trước đó, ông Morocco cho biết, AFU đang chuyển lực lượng dự bị dành cho trường hợp khẩn cấp đến các khu vực Kondrassoka, Petropavloka và Sinkoka, theo hướng Kubian. Động thái này cho thấy AFU đang gặp khó ở mặt trận này và phải tăng quân để ngăn chặn mặt trận sụp đổ. Đội quân Trish Reiner đăng tải, Mỹ và NATO đang cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine, mặc dù Kiev cũng đã bắt đầu không còn lực lượng dự bị để tung ra mặt trận. Các tác giả của The World, Tris Reiner, cho rằng quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga lẽ ra phải được đưa ra ngay từ đầu cuộc xung đột. Hiện nay, AFU đã không còn đủ quân sự bị và đây là vấn đề chính đối với Ukraine. Nga có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình vì chính quyền Ukraine không muốn tổng động viên và NATO sẽ không đưa quân đến lãnh thổ Ukraine. Cũng cần lưu ý rằng thỏa thuận được đàm phán không phải là kết quả mong muốn mà là giải pháp khả thi nhất còn lại. Trước đó, nhà báo Ireland Jay Powers đã bình luận về bài phát biểu của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang đồng minh NATO ở châu Âu, tướng Christopher Cavoli rằng, Liên minh quân sự đánh giá Nga sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột và tiến tới biên giới của NATO. Còn theo hãng thông tấn TASS, việc tổng động viên tội phạm hình sự gia nhập AFU đang gây áp lực tinh thần và chất lượng binh sĩ tham chiến. Theo cựu tù nhân Ukraina Dmitry Romaev, anh ta cùng với những người bị kết án khác đã được đưa đến một đơn vị huấn luyện ở quận Chegoevsky thuộc vùng Kharkov. Ở đó họ bị trộn lẫn với những dân thường tổng động viên khác. Điều này dẫn tới mâu thuẫn trong hàng ngũ binh sĩ AFU. Roma F nói thêm rằng các cuộc ẩu đả thường xuyên xảy ra giữa lính tổng động viên nhưng những lời phàn nàn với chỉ huy cũng không giúp ích được gì. Vì vậy, những người bị bắt quân dịch tổ chức bỏ trốn, một số đã trốn thoát khỏi đơn vị huấn luyện. Trước đó, người ta biết rằng ở Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu động viên nữ tù nhân. Tổng cộng, theo Bộ Tư pháp Ukraine, hơn 3.800 công dân bị kết án đã ký hợp đồng với quân đội Ukraine để ra mặt trận. Kênh Military Summary đưa tin trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow phá hủy một kho nhiên liệu và sửng chế tạo xe tăng thiết giáp của Ukraine ở Kharkov, đổi lại Kiev tấn công một số điểm tập trung bộ binh trên lãnh thổ Nga bằng hệ thống HIMARS. Tại Vokchan, trên mặt trận Kharkov, các video định vị địa lý cho thấy quân Ukraine vượt sông Volchia một lần nữa và chiếm lại các vị trí trên khu vực phía bắc thành phố. Theo hướng Torres, quân đội Nga giành thêm được nhiều lợi thế lãnh thổ, chiếm được nhiều vị trí ở Pipnikne và Zaline, cắt đất tuyến hậu cần duy nhất khiến quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển thiết bị hạng nặng tới khu vực này. Ở khu vực New York thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến xa hơn về phía Tây, dọc theo các cánh đồng và hiện chỉ cách Oleksandropin 2,5 km. Theo hướng Pokrov-Abdiivka, quân đội Nga đạt được những đột phá chiến thuật tại một số địa điểm. Theo các báo cáo của Kiev, những người lính Ukraine bị bảo vây ở phía nam Lozuvatsky đã thoát khỏi vòng vây. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Progress. Tại Kratnogorivka, quân đội Ukraine từ bỏ các vị trí cuối cùng của họ và tháo chạy hoảng loạn sau khi quân Nga xâm nhập ồ ạt à từ phía Bắc và phía Tây trên khu vực Kostiantynivka Nga tiến hành cuộc tấn công phối hợp lớn nhất trong hai năm qua với sự tham gia của khoảng 200 binh lính và 57 xe cơ giới. Hiện tại còn rất ít thông tin về tiến trình của họ, tuy nhiên phía Ukraine tuyên bố lữ đoàn 79 đã bẻ gãy đợt xung phong ồ ạt này và gây thiệt hại nặng cho lực lượng Moscow. Theo kênh Doka gần Kupian, lực lượng Moscow đang tiến công trên nhiều khu vực cùng lúc. Ở phía bắc thành phố, họ đang tiến vào Petropavlovka từ khai hướng, từ gần Osani và từ Spepova, Novosenka mới được kiểm soát. Ở phía Nam, quân đội Nga cũng đang tấn công Sten Markovka từ nhiều phía, vì vậy Bộ Chỉ huy Ukraine không còn quân dự bị để tự do tăng viện. Lợi dụng điều này, các binh sĩ Nga bắt đầu đột phá từ Pekchani về phía sông Oskon trong khu vực giữa Kolesnikovka và Mansino Choyten. Tại đây, họ sẽ phải tấn công ở vùng đất thấp trong khi các điểm cao vượt trội khai bên sườn vẫn chưa được kiểm soát. Tuy nhiên, do thiếu người nên lực lượng Kiev khó có thể ngăn chặn được cuộc tấn công này. Kênh Riba cho biết lực lượng Moscow và tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở khu vực Odessa lần thứ hai trong hai ngày và tấn công một kho dầu gần Zitomi. Đến lượt mình, Kiev tấn công các mục tiêu Nga trong khu vực Kurs và Krum cũng như tại Zaporizhia và Benkros, khiến 5 người bị thương và một người thiệt mạng. Trên trục Oleksandr Kalinovo, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát của họ tại Kirovo, thâm nhập sâu hơn vào tuyến phòng thủ của đối phương. Theo hướng Pokrov Adivka, quân đội Nga đang chiến đấu tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát quanh khu vực Novoselivka 1 và Progress. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley ODSSA và một xe tăng của Ukraine bị phá hủy trong khu vực này. Theo kênh Military Chronicle, sau khi chiếm Progress, mũi tiến công bắt đầu hướng về phía Nam trong khu vực làng Von Cho đến nay, các báo cáo về cuộc tấn công ngôi làng này vẫn chưa được xác nhận và với mức độ tin cậy cao, chúng ta có thể nói rằng quân đội Nga sẽ chưa tiến vào đó trong một thời gian dài. Tại Von theo các báo cáo từ phía Ukraine, các khu vực kiên cố chính đã bị phá hủy và việc phòng thủ là không thể. Vì vậy, các đơn vị Kiev đang rút lui về phía Tây đến các phòng tuyến mới. Việc phòng thủ theo hướng này do ba lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 31 và 110 của Ukraine phối hợp chấn giữ. Tuyến đường chính của lực lượng Moscow và theo hướng Pokrov vẫn được giữ nguyên. Đây là tuyến đường sắt dọc theo các điểm cao then chốt. Nó đi thẳng từ Adygea đến Pokrov. Vì vậy, hướng tấn công chính sẽ vẫn là theo hướng này đồng thời các cánh khoa trên sườn phía Bắc và phía Nam chỉ nở khi cần thiết, chẳng hạn như nếu một đơn vị của Kiev nhận được lệnh dừng cuộc tiến công bằng bất cứ giá nào, khi các đơn vị Ukraine bị pháo binh và máy bay không người lái hạ gục, quân đội Nga tiếp tục di chuyển dọc theo tuyến đường chính, xuyên qua tuyến đường sắt. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày qua xảy ra 126 cuộc giao tranh, Báo cáo có đoạn, quân đội Nga thực hiện 66 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 105 quả bom KAB. Ngoài ra, đối phương sử dụng 430 UAV và thực hiện hơn 3.400 cuộc tấn công bằng các loại khỏa lực khác. Bộ Tổng thâm mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy đuổi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov Kupian, Liman, Servus, Kramatos, Torres, Kurakovsky, Vremivsky, Orekhov và Denis Quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrov. Kể từ đầu ngày, họ cố gắng đột phá phòng tuyến của chúng tôi 31 lần gần các khu vực đông dân cư. Lực lượng phòng thủ đẩy lùi 18 cuộc tấn công, 13 cuộc vẫn đang diễn ra. Đội phương đang tập trung nỗ lực gần Novo Aleksandrovka và Vesi Oloye, báo cáo cho hay. Cảnh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU cho biết, binh lính lữ đoàn cơ giới độc lập 31 của nước này đã thoát khỏi vòng vây của quân Nga trong khu vực phía Bắc Progress, Tây Bắc Abdiivka thuộc vùng Donetsk trong đêm 24 đến 25 tháng 7. Có thông tin cho biết, ngày 24 tháng 7 là một ngày cực kỳ căng thẳng và sôi động tại phía Bắc ngôi làng. Báo cáo có đoạn vào khoảng 14 giờ, đúng như dự đoán, một số trạm quan sát của tiểu đoàn 1 và 3 đã bị bao vây hoàn toàn. Chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh rút lui, vì vậy các đơn vị trong khu vực phải đối mặt với những thực tế là những người lính sẽ phải chiến đấu để phá vây. Deep State lưu ý, với sự hỗ trợ của các hành động phối hợp của pháo binh, trinh sát trên không và các lực lượng lân cận, cũng như dưới sự chỉ huy của các sĩ quan trên bộ, những người lính tiểu đoàn 1 và 3 đã có thể thoát khỏi vòng vây bằng toàn bộ lực lượng. Báo cáo cho hay đó là một hoạt động rất căng thẳng và khó khăn, chỉ cần chậm trễ vài giờ cũng có thể dẫn đến một vòng vây thứ hai. Không cần phải giải thích là truyền thông Nga sẽ tận dụng sự kiện này như thế nào, điều quan trọng nhất là những người lính còn sống và tiếp tục ngăn chặn đối phương. Lữ đoàn 31 và 47 vẫn là trụ cột phòng thủ chính trong khu vực đó, tất nhiên không thể không có sự hỗ trợ của các đơn vị biệt phái vốn khá đông đảo. Marina Berveka, sĩ quan báo chí của lữ đoàn 31, cũng xác nhận việc họ rút khỏi vòng vây trong một bình luận gửi tới Ukrainska Pravda. Những người lính đã rút lui mà không bị tổn thất dưới sự chỉ huy của các chỉ huy tiểu đoàn và chỉ huy đại đội. Trước đó, cụm quân Khartysia của Ukraine báo cáo rằng họ đang cố gắng đẩy đối phương ra khỏi progress trên mặt trận Pokrov. Vào ngày 20 tháng 7, theo Deep State, quân đội Nga đã chiếm được ngôi làng. Trong một cuộc phỏng vấn với TSN, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, sau các cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, Kiev đã nhận được tín hiệu rõ ràng tại Quảng Châu rằng Trung Quốc không tìm kiếm giải pháp tạm thời mà đang tìm giải pháp bền vững và chiến lược cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Kuleba lưu ý, Tôi đã nói về tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và chính người đồng nghiệp Trung Quốc của tôi cũng nói thêm rằng nó phải công bằng và lâu dài. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi đã nhận được một tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc không tìm kiếm bất kỳ giải pháp tạm thời, ngừng bắn tạm thời mà đang nỗ lực hướng đến một giải pháp bền vững, mang tính chiến lược cho xung đột. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đã có cuộc hội đàm tại Trung Quốc với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại đó, ông nói rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng Moscow lại không có sự sẵn sàng như vậy. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 25 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố năm Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các khoản đầu tư nước ngoài phải được sử dụng hiệu quả trong sản xuất quốc phòng. Ông nói, <laughs> rõ ràng là lĩnh vực quốc phòng đang trở nên hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều quan trọng là các khoản đầu tư nước ngoài cuối cùng đã bắt đầu hoạt động đáng kể và hiệu quả trong sản xuất quốc phòng. Đây là một thành tựu lớn đối với chúng tôi, không chỉ là các khoản từ ngân sách nhà nước mà còn là các khoản đầu tư của đối tác vào sản xuất quốc phòng tại Ukraine. Ông nhấn mạnh, Hôm nay chúng tôi cũng đã quyết định các nhiệm vụ tiếp theo cho Ukro Boromprom, một nhà sản xuất vũ khí và phần cứng quân sự chiến lược của Ukraine và các chuyên gia tên lửa của chúng tôi. Trong nhiều lĩnh vực, hiện chúng tôi không chỉ có tiềm năng hoặc một số kết quả cụ thể mà còn có nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu của lực lượng quốc phòng và an ninh, nguồn cung cấp ngày càng tăng. Ngoài ra, chúng tôi đang chuẩn bị các bước để tăng số lượng và chất lượng UAV tầm xa của mình. Ukraine sẽ luôn có thể bảo vệ lợi ích của mình tổng thống Zelensky cũng đề cập rằng ông đã thảo luận với alexander kamisin bộ trưởng bộ công nghiệp chiến lược của ukraina và đánh giá có những kết quả tốt nhiều khía cạnh khác nhau đã được thảo luận bao gồm cả xe bọc thép uav và pháo binh của chúng tôi Cơ quan báo chí của lưỡng đoàn xung kích đường không độc lập số 79 Tabria đang tác chiến tại Kurakovsky cho biết, lực lượng Moscow đồng loạt sử dụng 11 xe tăng, 45 xe bọc thép chiến đấu cùng với quân đổ bộ và một xe tăng chiến đấu hỗ trợ tăng kẻ hủy diệt. Họ cũng tấn công bằng 12 mô tô đột kích nhanh. Đoàn xe cơ giới Nga xuất phát lúc bình minh và tấn công từ nhiều hướng cùng lúc. Báo cáo có đoạn, Trinh sát trên không của lữ đoàn 79 đã phát hiện ra lực lượng Nga khi họ vẫn còn ở rất xa trên đường tiếp cận pháo binh của chúng tôi ngay lập tức bắt đầu tập kích đội hình chiến đấu đối phương. Lữ đoàn cho biết chi tiết, những chiếc xe tăng và xe bọc thép chiến đấu đầu tiên đã bị chặn lại bởi những người điều khiển máy bay không người lái tấn công. Sau đó các xạ thủ chống tăng bước vào trận chiến, thiết bị của Nga cũng bị nổ bởi những quả mìn. Thống kê sơ bộ kết quả trận đánh cho thấy lính dù Ukraine phá hủy 6 xe tăng và 7 xe chiến đấu bọc thép cùng bộ binh đi kèm của đối phương. Họ đốt hết 12 xe máy, làm thương vong nhiều quân nhân Nga. Theo bình luận từ tờ Wall Street Journal ngày 25 tháng 7, Đảng Dân Chủ đang tràn đầy năng lượng khi tập trung ủng hộ bà Kamala Harris. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa dường như đang ở thế bị động, như thể họ không chuẩn bị cho kịch bản này. Mỹ hiện có một cuộc đua tổng thống mà ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa có thể thua. Sự phấn khích trong Đảng Dân Chủ là rõ ràng. Tiền quyên góp đang đổ vào chiến dịch của Đảng Dân Chủ. Không có tiếng nói phản đối nào trong Đảng về việc Phó Tổng thống Kamala Harris được đề cử và báo chí đang ca ngợi bà như một nhân vật lịch sử. Tất cả điều này diễn ra trước Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới, nơi bà sẽ được giới thiệu về công chúng trong những điều kiện thuận lợi nhất. Phó Tổng thống Kamala Harris đang khôn khéo xây dựng chiến dịch của mình như là biểu tượng của tương lai so với quá khứ. Đây là một chiến dịch hiệu quả cho đảng Dân Chủ giống như các trường hợp của John F. Kennedy, Bill Clinton và Barack Obama. Bà Nikki Haley đã cảnh báo đảng Cộng hòa rằng đảng nào chọn ứng cử viên từ thế hệ tiếp theo sẽ có lợi thế trong năm nay và hiện giờ đảng Dân Chủ đang có lợi thế này sự hưng phấn của đảng dân chủ đã khiến tony fabrizio người thăm dò ý kiến của ông donald trump phải đưa ra cảnh báo về tuần trang mật harris trong các cuộc thăm dò mặc dù ông fabrizio cho rằng đây là điều bình thường và không đáng lo ngại nhưng việc một chiến dịch thừa nhận điều bất lợi trong thăm dò ý kiến là khá hiếm điều này cho thấy chiến dịch của ông trump nhận thức được rằng sự nhiệt tình ủng hộ đảng cộng hòa có thể đã giảm Tuy nhiên Đảng Cộng hòa dường như đang bối rối trước tình hình hiện tại. Họ đang sử dụng các chiến lược công kích không hiệu quả, hoặc thậm chí phản tác dụng dựa trên phân biệt chủng tộc và giới tính. Việc hạ thấp bà theo cách này bây giờ, sau 4 năm làm phó tổng thống, có thể khiến các cử tri nữ và các nhóm thiểu số xa lánh. Một sai lầm khác là yêu cầu tổng thống Biden từ chức ngay bây giờ vì ông không thể tái tranh cử. Việc chỉ trích bà Harris vì không có con là một lỗi khác. Quyết định có con là vấn đề cá nhân, tấn công bà về vấn đề này chỉ làm tăng sự phân hóa văn hóa và khiến nhiều cử tri xa lánh. Bà có hai đứa con riêng, nhấn mạnh đến giá trị của gia đình mà vẫn không gây phản cảm. Một số đảng viên Cộng hòa nghĩ rằng họ có thể chiến thắng bằng cách miêu tả bà Harris là kỳ lạ, nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu ứng cử viên phản ứng theo cách đó. Đến nay, bà Harris đang thể hiện tốt hơn so với năm 2019 và những ngày đầu làm phó tổng thống Mỹ. Quá nhiều đảng viên Cộng hòa dường như đã bị cuốn vào những tuyên bố chiến thắng từ truyền thông bảo thủ dẫn tới sự tự mãn thái quá sự lúng túng của đảng cộng hòa cho thấy họ không tin rằng đảng dân chủ sẽ thay thế ứng cử viên tuy nhiên khi đảng dân chủ đưa ra quyết định họ hành động một cách cứng nhắc để bảo vệ ưu thế của mình việc tổng thống biden rút khỏi cuộc đua vào giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử là một điều lịch sử nhưng không phải là bất ngờ dù vậy điều đó không có nghĩa là bà harris không bị thách thức bà cần chứng minh rằng mình có khả năng đảm nhiệm vai trò tổng tư lệnh đặc biệt là trong việc bảo vệ chính sách đối ngoại của tổng thống biden cựu tổng thống trump vẫn có lợi thế trong bối cảnh toàn cầu hỗn loạn một yếu tố quan trọng đối với phó tổng thống harris sẽ là thành tích của bà trong các cuộc tranh luận ông trump đã đánh bại tổng thống biden dễ dàng trong một cuộc đối đầu gần đây nhưng bà harris sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy cựu tổng thống sẽ phải đưa ra lập luận về chính sách thay vì chỉ trích cá nhân điều mà ông không phải là thế mạnh dù các vấn đề cơ bản về kinh tế và an ninh vẫn đang hỗ trợ ông trump nhưng hiện tại đây là một cuộc đua có tính cạnh tranh cao như các bạn đã biết, ba ngày trước chúng ta đã đánh bại Joe Biden, tổng thống tệ hại nhất lịch sử. Ông ấy đã rút lui và thua thảm hại trong các cuộc thăm dò. Giờ đây chúng ta có mục tiêu mới để đánh bại, đó là bà Kamala Harris, phó tổng thống bất tài và có quan điểm cực tả nhất trong lịch sử Mỹ. Cựu tổng thống Donald Trump nói tại cuộc vận động tranh cử ở Charlotte, Bắc Carolina ngày 24 tháng 7. Đây là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của ông Trump kể từ khi Tổng thống Joe Biden thông báo ngừng tranh cử và ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ chạy đua vào Nhà Trắng. Phát biểu trước đám đông ủng hộ, ông Trump cáo buộc bà Harris thúc đẩy động lực siêu tự do, đứng sau mọi thảm họa của Tổng thống Biden. Ông cũng cho rằng Phó Tổng thống, người được giao nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng di cư từ Trung Mỹ, đã khiến các cộng đồng Mỹ bị tàn phá vì tội phạm nhập cư. Cựu tổng thống Trump còn nhắc tới vấn đề quyền phá thai, sau khi bà Harris cam kết đưa quyền này vào trọng tâm chiến dịch tranh cử và đấu tranh cho quyền tự quyết định của phụ nữ với thân thể mình. Ông Trump nói, bà ấy muốn cho phá thai vào tháng thứ 8 và thứ 9 của thai kỳ, bà ấy thấy ổn với điều đó, ổn với việc giết một đứa trẻ. Cựu tổng thống Mỹ cáo buộc bà Harris đã nói dối người dân Mỹ để che giấu tình trạng sức khỏe tinh thần của ông Biden, cho rằng bà không đáng tin và không đủ năng lực để lãnh đạo. Ông Trump chế giễu việc chiến dịch tranh cử của bà Harris gần đây làm nổi bật hồ sơ cựu công tố viên của bà, để tương phản với những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang đối mặt. Không chỉ che bai các vấn đề chính sách, ông Trump còn không ngừng công kích cá nhân bà Harris, liên tục dùng những từ ngữ như điên rồ, xấu xa, mất trí để nhắm vào phó tổng thống Mỹ trong suốt cuộc meeting. Ông Trump giải thích về giọng điệu của mình. Họ nói rằng sau khi bị ám sát hụt, tôi đã thay đổi và trở nên tử tế. Nhưng khi đối mặt với những kẻ nguy hiểm như vậy, bạn không thể quá tử tế. Nên nếu các bạn không phiền, tôi sẽ không nói những lời tốt đẹp nữa, được chứ? Ama Mausa, phát ngôn viên của bà Harris, đáp trả rằng bài phát biểu của ông Trump cho thấy thông điệp đoàn kết mà cựu tổng thống đưa ra sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania đã không còn nữa xa nói, tinh thần đoàn kết đã khét với Donald Trump, ông ấy quay trở lại với lối diễn văn dối rắm kỳ quạc và lan man, thậm chí còn ca ngợi Hannibal Lecter qua cố vĩ đại. Trong bài phát biểu ở Charlotte, thì, Trump giải thích rằng ông thường xuyên đề cập tới Hannibal Lecter, nhân vật bác sĩ ăn thịt người trong phim Sự im lặng của bầy cừu, vì đây là câu chuyện có thật. Ông Trump nói, Họ phát dồn lên mỗi khi tôi nói về Hannibal Lecter qua cố vĩ đại, cho rằng tôi có vấn đề về nhận thức. Không, đó là câu chuyện có thực, thêm rằng Hannibal Lecter là người đàn ông đáng yêu, muốn biến bạn thành bữa tối. Phát ngôn viên xa tuyên bố, người dân Mỹ sẽ không bị đánh lửa. Vào tháng 11 này, họ sẽ chọn dựa chương trình nghị sự của ông Trump gồm cấm phá thai toàn quốc, tự trao cho, cho bản thân quyền lực không hạn chế, không bị kiểm soát, hoặc chọn phó tổng thống Harris đang đấu tranh bảo vệ tự do, đảm bảo mọi người Mỹ đều bình đẳng. Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã tuyên bố dừng tranh cử vì lợi ích cao nhất của đất nước và sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ còn lại. Ông thông báo ủng hộ Phó Tổng thống Harris, 59 tuổi, làm ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử. Bà Harris tuyên bố đã thu thập đủ sự ủng hộ trong Đảng Dân Chủ để trở thành ứng viên đại diện Đảng ra tranh cử vào tháng 11. Bà cũng cam kết sẽ đánh bại ông Trump, ứng viên Tổng thống Cộng Hòa. Kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump và bà Harris có tỷ lệ ủng hộ xích sao. Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 7, bộ này cho biết lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine tại Krasny Liman. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk khoảng 30 km về phía đông bắc, một trung tâm hậu cần quan trọng hiện nằm ở phía sau tiền tuyến. Theo các quan chức Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander M và phá hủy toàn bộ nhân sự bên trong trụ sở chính, cũng như hai xe chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái, 10 UAV, hơn 300 máy bay không người lái FPV, một thiết bị cột anten và ba xe địa hình. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy cảnh quay trên không của một số ngôi nhà trong khu định cư. Một trong số đó được nhìn thấy bị trúng tên lửa, tạo ra sóng xung kích theo mọi hướng và một luồng khói bốc lên không trung mái của một trong những tòa nhà mà bộ này cho biết là trạm điều khiển máy bay không người lái đã bốc cháy và có thể nhìn thấy một số xe quân sự của Ukraine kéo đến bên cạnh nó. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa siêu thanh Iskander có thể mang theo tải trọng 700 kg lên đến 500 km để tấn công các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả những mục tiêu ở xa tiền tuyến. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa thành công vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi mà họ cho biết là nơi ở của các huấn luyện viên và lính đánh thuê phương Tây. Khoảng 50 người trong số họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ coi quân nhân và thiết bị nước ngoài do Ukraine sử dụng là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow vẫn khẳng định rằng họ chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự, chứ không phải dân thường. Cảnh military Sumari đưa tin chiến dịch tấn công Pokrov adipka của Nga đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, đẩy lực lượng Kiev rơi vào tình thế tồi tệ nhất. Theo hướng Kubian, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Pichan, nơi vào năm và có thể tiến xa hơn về phía Tây sau các cuộc phản công thất bại của Ukraine. Tại phía Tây Kalichivka, quân đội Nga đã giành được thêm lãnh thổ và kiểm soát nhiều vị trí hơn dọc theo các cánh đồng. Giữa Lozu và Progress, nhiều binh sĩ Kiev bị bao vây vì Ban chỉ huy lữ đoàn 31 Ukraine ra lệnh cấm rút lui. Nhiều kênh truyền thông Ukraine đang chỉ trích quyết định này. Ngoài ra, ở phía Tây và phía Nam Progress, quân đội Nga đang tiến dọc theo các cánh đồng và chiếm được nhiều vị trí hơn. Một đoạn video quay cảnh lính nga dâng cờ ở novoselivka persa cho thấy ngôi làng đã thất thủ. Tại Gradnoholyiivka, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây và cố gắng bao vây quân Ukraine ở phía bắc thành phố. Ở Kharkov, lực lượng Kiev đã giành được thêm lãnh thổ ở phía tây Staritsia, tiến từ phía tây và phía nam vào làng. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với Guardian tại vùng Saporizhia, được cho là có hơn 90.000 binh sĩ Nga đang tập trung cho cuộc tấn công ở khu vực này. Ngoài ra, nhân lực của Moscow và ở khu vực tác chiến đặc biệt được cho là đã lên tới 520.000 người và có kế hoạch gia tăng gần 700.000 người vào cuối năm nay. Kênh cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Novoselovka Pervaya. Việc chiếm giữ ngôi làng này đã mở đường cho các mũi xung kích Nga đến Selanoye, nơi đặt trung tâm điều hành và hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, điều này có thể được ngăn chặn bởi sông Vontia, hay đúng hơn là những cây cầu bắc qua nó có thể bị lực lượng Kiev phá hủy trong khi rút lui. Quân đội Nga từ phía Progress bắt đầu tấn công chia cũng tiếp cận ngôi làng từ Evgenovka. Được biết, quân đồn trú Volchi của Ukraine đã chọn cách rút lui. Quân đội Nga chiếm các vị trí của đối phương ở phía nam Lozovatsky, sau đó băng qua các cánh đồng tiến đến vùng ngoại ô phía nam của Timo Fefka và Ivanovka. Đây là cách lực lượng Moscow và tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn của mình trước cuộc đột phá từ Progress dọc theo tuyến đường sắt đến Selanoye. Theo kênh RIBA, lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine ở vùng Odessa và thực hiện một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào Kharkov. Theo hướng Slobozhansky Kharkov, bố cục của tiền tuyến đã được làm rõ ở khu vực Starysia và tại Kliboke, quân đội Nga đã khôi phục quyền kiểm soát ngôi làng. Tại Adyivka, lực lượng Moscow đã treo quốc kỳ ở ngoài ô phía tây Novoselivka Persa, đánh dấu việc chính thức giành quyền kiểm soát ngôi làng này. Ở tay Progress, một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley khác của Ukraine đã bị máy bay không người lái phá hủy. Kênh SGS cho biết lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực lên phía tây bắc Krasnogorivka, đẩy binh sĩ đối phương ra vùng ngoại ô phía tây bắc, đồng thời hình thành một vòng vây tới cụm quân Ukraine ở khu trung tâm. Với diễn biến bất lợi nghiêm trọng, rất có thể lực lượng Kiev sẽ phải rút lui ra khỏi thành phố và tái triển khai tuyến phòng thủ dự bị tiếp theo. Khả năng Krasnogorivka sụp đổ dường như chỉ là vấn đề thời gian. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo tính đến 22 giờ ngày 24 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 125 xung đột đã xảy ra trên mặt trận, tình hình căng thẳng các hướng Pokrov, Abdiivka và Kurakov. Đối phương cũng hoạt động khá tích cực ở các hướng Liman, Kramatos và Vremiv. Báo cáo có đoạn, trong vòng 24 giờ qua, đối phương tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 4 tên lửa, 47 cuộc không kích, ném 59 quả bom KAB và sử dụng 550 UAV. Họ cũng tiến hành 3.313 cuộc tấn công bằng các loại khỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản để đuổi các cuộc tấn công của Nga ở Kharkov, Kupian, Liman, Sversky, Kramatorsk, Torres, Vremiv, Orekhov và Dnieper. Đội phương đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng tôi theo hướng Pokrov 27 lần sau cuộc tấn công đang diễn ra. Theo thống kê sơ bộ, Moscow bị tổn thất đáng kể với hơn 200 quân nhân, trong đó có 63 người thiệt mạng. Một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một hệ thống pháo binh và 9 phương tiện đã bị phá hủy cùng 3 phương tiện bị hư hỏng, báo cáo cho hay. Trên hướng Kurakovsky, đối phương đã xung phong 29 lần, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công, 5 trận đánh đang diễn ra. Ngoài ra, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Kratnogorovka, Bộ Tổng tham mưu thông tin chi tiết. Ukrainska Pravda đưa tin rằng sáng nay ngày 25 tháng 7, lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trên các đường tiếp cận Kiev vào vùng Kiev, đánh chặn cuộc tấn công của UAV Nga. Theo đó, từ trước nửa đêm, các nhóm UAV Nga đã được phát hiện và từ sau 0 giờ liên tục có các cảnh báo cập nhật về vụ tập kích đường không. Cơ quan quân quản Kiev trên Telegram thông báo UAV được phát hiện trong không phận, lực lượng phòng không đang tấn công các mục tiêu. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân trú ẩn cho đến khi kết thúc cảnh báo không kích và tự bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngoài ra, chính quyền yêu cầu sự im lặng thông tin không ghi lại hoặc đăng tải công việc của lực lượng phòng vệ lên mạng vào lúc 3 giờ 43 phút sáng, tức 7 giờ 43 theo giờ Việt Nam, cơ quan chức năng Kiev đã báo cáo về hoạt động của các hệ thống phòng không trên các hướng tiếp cận thủ đô, kết quả và hậu quả của vụ tấn công đang...